chuyện tình yêu của cả hai có những kỷ niệm. Gái ăn mà khi nhớ lại cặp đôi chỉ biết bật cười cợt. Tố Linh là người nảy sinh tình cảm trước nhưng ngặt nổi, Quốc Duy lại không ưa cô nàng vì hình thức luộn thuộn. Vì say nắng anh chàng, Tố Linh mở màn chăm chút cho ngoại hình hơn và chủ động nhờ ga mê thủ thân của Quốc Duy mai mối giúp. Cặp đôi nhiều lần đi phượt cùng nhau, ngủ phổ biến một phòng với nhiều ga mê thủ trong nhóm. Lần đầu, cô mượn rượu tỏ tình thì bị hôn, lần tiếp theo được ở phổ biến phòng thì Quốc Duy lại là người có hành động lạ. Lúc đó bốn đứa say không biết gì hết. Tự dung ông này hướng lên, móc bao cao su ra. Ông ấy theo bản năng thì chồng bao cao su vào, em thì kéo bao rồi thả ra, bắn vào người ông ấy, xìu luôn, Tố Linh vừa kể vừa cười cợt nghiêng ngả. Sau đó hai năm cặp đôi nên duyên phi tần chồng. Quốc Duy hài hước nói với. Cái bao cao su như sợi dây thun, kéo giãn ra rồi bắn là em ngừng luôn. Hình là em còn xài được tới giờ. Ngủ phổ biến phòng với ga mê thủ say xỉn, chàng trai theo bản nợ năng rút bao cao su ra, phản ứng của cô gái mới bất thần.